Vinh hạnh trong ngày lễ Phật tử chúng ta được sự quan tâm của Thượng tọa Thích Thanh Huân, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về dự và phát biểu. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch giác linh đức trưởng lão Thích Thông Lạc, kính bạch trên chư tôn đức hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị khách quý đại diện cho các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và toàn thể bà con, nhân dân Phật tử, kính thưa toàn thể đại chúng. Được sự cho phép, sắp xếp của ban tổ chức, chúng tôi xin có một chút thời gian tại nơi đây để bày tỏ cũng như chia sẻ một chút tâm tình đối với toàn thể đại chúng. Thưa toàn thể quý vị, giáo pháp của Đức Phật có mặt trên thế gian này đã trên 2.500 năm. Giáo pháp của Đức Phật chỉ duy nhất có một vị là vị giải thoát, cứu khổ cho chúng sinh và đem lại lợi ích an lạc. Sự ra đời của Đức Phật đem đến sự an lạc và giải thoát cho số đông, cho chư thiên và loài người. Khi Đức Phật nhập diệt thì chư tổ nịch tương truyền và hoàng hóa đem giáo pháp tới khắp năm châu. Mỗi chúng ta khi có nhân duyên được tiếp cận, được thực hành theo giáo lý của Đức Phật đều đem lại cho chúng ta những lợi ích thiết thực. Có thể nói như trong kinh Đức Phật đã dạy, giáo pháp của Đức Phật không có thời gian đến để mà thấy. Giáo pháp của Đức Phật rất thiết thực hiện tại và phù hợp với mọi thời đại, mọi lứa tuổi. Đức trưởng lão Thích Thông Lạc là một vị hành giả, là một bậc tôn đức mà tất cả chúng ta có mặt ở đây đều tôn kính Ngài bởi đức tu và bởi tâm nguyện của Ngài đối với đạo pháp, đối với dân tộc và đối với sự trường tồn của giáo pháp của Đức Phật. Những điều mà Ngài tâm huyết đã được thể hiện qua các bộ sách mà ở đây hầu hết quý vị Phật tử đã được đọc, đã được thực chiêm nghiệm và thực hành. Và lời của Ngài cũng chính là những lời của Đức Phật nhắc nhở chúng ta tu tập, không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ cả hai, không làm khổ cho tất cả chúng sinh. Không làm khổ mình, không làm khổ người là một điều mà tất cả chúng ta đều cần phải thực hành, cần phải trân quý và cần phải soi dọi nơi tâm thức của chúng ta trong từng giờ khắc. Trong ý thức của chúng ta, trong tâm tưởng, trong tâm niệm của chúng ta, hạt giống của khổ đau, hạt giống của hạnh phúc đều có sẵn và đều có mặt, luôn luôn hiện khởi trong chúng ta. Nếu chúng ta nhận diện được những hạt giống, những biểu hiện từ nơi tâm ý thức đem đến khổ đau cho mình và đem đến cái kết quả không tốt, thì chúng ta dừng lại và mình ngăn chặn không cho những hạt giống đó được phát triển.
và những hạt giống của thiện pháp, những hạt giống của hạnh phúc đem đến an lạc, đem đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người, thì chúng ta nhận diện và nỗ lực duy trì phát triển, thực hành tứ chính cần, những thiện pháp chưa phát sinh thì nỗ lực giao cho phát sinh, những thiện pháp đã phát sinh thì chúng ta duy trì phát triển và nuôi dưỡng, những ác pháp đã phát sinh thì chúng ta dừng lại, những ác pháp chưa phát sinh, chưa được thực hành thì chúng ta cũng vậy ngăn chặn. Thực hành theo tứ tính chính cần không ngoài đâu khác chính là soi sáng chính bản thân mình, soi rọi chính bản thân mình. Mà một trong những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta qua các bài kinh trong hệ thống Nikaya cũng như các hệ thống kinh điển phát triển về sau. Bài kinh Song Tầm, Đức Phật cũng chỉ dạy cho chúng ta luôn luôn tìm, luôn luôn soi rọi ở nơi mình, nơi tâm thức của mình. Những gì là thiện pháp, những gì lợi ích thì chúng ta thực hiện. Những gì là ác pháp, những gì không lợi ích cho chúng ta, không lợi ích cho nhân quần xã hội, cho tha nhân và cho muôn loài, thì chúng ta dừng lại, không để cho nó phát triển. Và có thể nói là lời của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã được ghi ở nơi đây, nơi trước tôn tượng của Ngài. Nào, chúng tôi xin đọc. Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc, người chọn đời vì đạo, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đấy là lời mà Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi ở nơi trước tôn tượng của Đức Trưởng Lão. Hôm nay chúng tôi có nhân duyên được về nơi đây, chúng tôi rất mừng thấy rằng chúng ta tổ chức nghi thức tưởng niệm Đức Trưởng Lão vô cùng có ý nghĩa và đúng với tinh thần lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta im lặng trong chính pháp, nói năng trong chính pháp, không lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu, phù phiếm, không lãng phí cái sinh mệnh của mình khi mà thời gian trôi đi nó không có ích. Quý vị Phật tử đã phát biểu những bài phát biểu trước mà chúng tôi đã được nghe, chúng tôi thấy vô cùng có ý nghĩa. Đó là những bài pháp, đó là những sự chia sẻ giáo pháp trong sự việc thực hành tu tập. Và Đức Phật Ngài rất tán dương với sự thực hành và chia sẻ giáo pháp. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi có trụ trì một trong những chùa chúng tôi trụ trì là chùa Pháp Vân ở thành phố Hà Nội. Và cách đây một vài tháng thì cũng là cái nơi, cái cơ sở cho Phật giáo tu tập theo pháp môn nguyên thủy, được thường xuyên về để thực hành tu tập và chia sẻ Phật pháp. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng quý Phật tử ở các đạo tràng, ở nhiều nơi trong các tỉnh thành, trong cả nước, cho tới các vùng sâu, vùng xa, từ thôn quê đến thành thị, thì chúng ta cũng nương tựa nơi các cơ sở, các chùa chiền, nương nơi các cơ sở từ viện của Phật giáo để chúng ta thực hành tu tập. Và nhờ quý Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, các chùa tạo điều kiện giúp đỡ chúng ta. Ở nơi nào mà chúng ta không có tìm được cái chùa, không tìm được cái cơ sở tôn giáo là Phật giáo để chúng ta thực hành tu tập, thì chúng ta liên hệ với các cấp chính quyền, nhất là địa phương sở tại, để được giúp đỡ, để tạo điều kiện. Chúng tôi nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật và sự thực hành của quý Phật tử đem đến cái lợi ích thiết thực cho bản thân, cho gia đình, góp phần xây dựng một xã hội đạo đức nhân bản,
và một xã hội an bình. Thì đấy là cái điều mong muốn chung của Chư Tôn Đức Tăng Ni, và cũng là sự hỗ trì giúp đỡ của các cấp chính quyền. Và chúng tôi tin tưởng với sự sinh hoạt giữa chúng ta, các Phật tử trong các đạo tràng, với cái chương trình sinh hoạt của mình trong hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng ngày, thì chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ và sự giúp đỡ từ nơi Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như các cấp chính quyền và địa phương sở tại. Thì chúng tôi lên điều này vì vừa rồi ấy, chúng tôi cũng được nghe một Phật tử chia sẻ là có thời gian thực hành tu tập. Các Phật tử ở Thanh Hóa trong thời gian thực hành tu tập thì cũng có những thuận lợi nhưng cũng có những cái khó khăn. Chúng tôi nghĩ là có những cái trở ngại, cái khó khăn đấy thì là chưa hiểu được nhau. Và mỗi khi chúng ta tổ chức những sinh hoạt gì thì rất cần có sự hiểu biết giữa cái sinh hoạt của chúng ta với chính quyền địa phương sở tại. Chúng ta có thể nếu không có chùa ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là sinh hoạt ở nhà văn hóa, ở khu dân cư ấy, thì chính quyền cũng sẽ ủng hộ chúng ta sinh hoạt. Thế thì chúng tôi xin thưa quý vị đôi điều như vậy, và cũng rất mong rằng nếu như sau này ở các địa bàn ở thành phố Hà Nội cũng như là các tỉnh thành phía Bắc, nếu quý vị Phật tử khi sinh hoạt có những gì khó khăn vướng mắc thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, hoặc là liên hệ với cư sĩ Bắc Tịnh Đức, cư sĩ Tịnh Đức Bắc Tịnh, để có cái kết nối với chúng tôi để làm sao cái điều kiện sinh hoạt của các Phật tử nó được tốt đẹp. Và cũng có thể nói là sau này nếu quý vị có điều kiện thì có thể về nơi chùa Pháp Vân, nơi đó chúng ta có thể thực hành sinh hoạt và tu tập. Thưa toàn thể quý vị, vì thời gian có hạn cho nên trước khi để ngừng lời và những điều mà chúng tôi muốn được phát biểu thì chúng tôi xin được dừng lại, và chúng tôi mong muốn là chúng ta ngồi trong vòng 3 đến 5 phút, chúng ta ngồi thư giãn, tập trung nơi tâm ý thức của mình, nơi hơi thở của mình, để thực hành những điều gì mà quý vị đã được học hỏi nơi giáo pháp của Đức Phật, những điều gì mà quý vị đã được học hỏi, được sự chỉ dạy ở nơi Đức Trưởng Lão. Do vậy, xin kính bạch trên Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni cùng quý vị khách quý và đại chúng, xin phép được chúng ta có 3 phút để ngồi trở lại với chính bản thân mình. Và chúng tôi cũng xin phép được quay trở về nơi dưới ghế ngồi cùng với Chư Tôn Đức Tăng để ngồi tĩnh tâm. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Thích Niệm Thới, Phật tử rất là mong muốn được nghe lời phát biểu của Hòa Thượng. Xin kính mời Hòa Thượng lên phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giác Linh, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc, Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Đại Đức Thích Mật Hạnh, Trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị
đại biểu đại diện các cấp chính quyền và quý đạo hữu tôn giáo bạn cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, nhận được lời mời của ban tổ chức, trước hết chúng tôi xin thay mặt ban thường trực, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh có đôi lời kính chúc đến chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt hôm nay lời cầu chúc an lành, hạnh phúc và tốt đẹp nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, Hòa thượng Thích Thông Lạc là một vị cao tăng thạc đức trong chốn Tòng Lâm thạch trụ của Giáo hội Phật giáo Tây Ninh. Lúc còn sanh tiền, Hòa thượng luôn luôn với chí nguyện xiển dương Phật pháp chánh truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tại thế. Song song với chí nguyện cao cả đó, Hòa thượng còn thể hiện là một người con chí hiếu, một công dân tốt, đã góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước. Với tinh thần hậu quốc an dân là chí nguyện xuất trần thượng sĩ, Hòa thượng đã giác ngộ khai sáng dòng thiền tu viện chân như, truyền bá chánh pháp và phương châm như lý tác ý, diệt ngã xả tâm, lợi ích chúng sanh, không làm đau khổ mình, không làm đau khổ người. Nhân dịp lễ tưởng niệm cố Hòa thượng Trưởng lão Thích Thông Lạc lần thứ 6 hôm nay, chúng tôi mong mỗi quý vị môn đồ pháp quyến, tu sĩ cũng như là tu sinh, là đệ tử, luôn luôn noi gương theo tinh thần tu học và hành đạo của Hòa thượng để góp phần xây dựng tốt đạo đẹp đời và lưu truyền chánh pháp mãi mãi cho thế gian. Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin kính chúc chư tôn đức tăng ni được pháp thể khinh an, Phật sự duyên thành. Chúc quý vị đại biểu các cấp chính quyền cùng quý vị đạo hữu tôn giáo bạn và toàn thể quý nam nữ Phật tử được dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới, năm 2019 an khang thịnh vượng, các tường như ý. Xin kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn lời và đoạn kết.